Rồi, giờ anh ta sẽ đi qua cái bài số 2 để yêu cầu đơn giản là tìm giới hạn các hàm số. Thì ở phần 1 á, chúng ta có cách làm rất là hay. Khi mà nó tiến tới một điểm thì thế thẳng vô trong cái mẫu của nó, coi mẫu của nó có phải là bằng không hay không. Nếu mà mẫu bằng không thì cứ thế thoải mái, giống như những cái phương trình trước căn bậc 2, căn 3 hay trị đối nè, cái mẫu không bằng không, cực kỳ thoải mái. Giờ ta đi qua bài số 2 là một bài mà mẫu bằng không mà tử cũng bằng không. Mẫu bằng không, mẫu bằng không thì tử nó có hai trường hợp: tử cũng bằng không hoặc là tử nó khác không. Tử khác không thì này là sách giáo khoa có rồi. Một số là mà chia trong số gần tiến tới không á, giới hạn của nó sẽ là cộng trừ vô cực tùy theo cái bài. Còn dạng không chia không á thì được gọi là dạng vô định. Chúng ta có bốn dạng vô định là không chia không, chia á, thì có không chia không, có vô cực chia cho vô cực, có vô cực nhân với không, hoặc là vô cực trừ đi vô cực. Chúng ta chỉ có bốn dạng đó thôi. Thì đây là một trong những cái dạng trong vô cực, chúng ta phải khử cái dạng vô cực này. Thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp khử như sau. Cực kỳ đơn giản. Ở đây á, nó tới từ bài 1 tới bài số 21 lần, một bài tập mở gồm nhiều cái bài tập nữa. Giờ thầy sẽ nói sơ qua những cái bài như thế này nè, sách giáo khoa có rồi nè, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, toàn là những cái bài mà đi từ cơ bản thôi. Nó sẽ có những cái bước ngoặt ở trong nguyên cái bộ từ câu 1 đến câu 21 này, khoảng 3 4 bước ngoặt gì đó. Những cái phần trong sách giáo khoa như thế này thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ khử dạng không chia không, vừa vô á, thấy nó tiến tới một, tiến tới điểm nào đó, thế tử, thế mẫu, xong thế tử, thế mẫu ở đây thì thấy là không, trên tử này thì thế vô một, bình phương ra một trừ một ra không, dạng không chia không, dạng vô định. Khử dạng vô định, dạng không chia không, điều đó có nghĩa là tử cũng có nghiệm là x0 và mẫu cũng nghiệm x0, tức là nó sẽ có nghiệm là một. Tử có nghiệm là một, mẫu nghiệm là một, chúng ta sẽ tách làm sao cho ra nhân tử x trừ một. Thì mẫu này đã có x trừ một rồi, mình khỏi cần phải tách. Tử thì mình phải tách x bình trừ một ra là x trừ một với x cộng một là xong bài toán. X trừ một, x cộng một chém với x trừ một này là nó mất x trừ một, là mất dạng vô định không chia không. Lúc đó mình sẽ bắt đầu thế vô và mình sẽ làm ra nha. Thì cái mục đích của cái dạng vô định đó, rất là đơn giản, chúng ta phải biến đổi để cho nó mất cái dạng vô định đó là xong. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thế lại, biến đổi những cái quá trình biến đổi của chúng ta, những quá trình biến đổi là đơn giản, chỉ là một cái phương pháp để rút gọn một cái biểu thức mà thôi, rút gọn. Ok ha, cái chữ quan trọng trong cái dạng bài tập này là rút gọn. Bài số 2, mấy em thế vào, em thấy là thế thì này tiến tới không, còn này tiến tới gì? 2 trừ cho 1 chia cho 0. 1 chia 0 là gì? Dạng L chia 0. Tiến tới cộng vô cùng hoặc là trừ vô cùng. 1 chia x nè, tiến tới cộng hoặc trừ vô cùng. Thì lúc này không nhân với vô định, 2 trừ cho vô cùng thì không nhân với vô định, vô cùng. Điều đó đây là cái dạng vô định, đây là dạng vô định, dạng không nhân vô cùng. Thì cách làm đối với dạng không nhân vô cùng thì mình sẽ phân phối vô. Mình sẽ phân phối vô, không nhân mà, không nhân với vô cùng, phân phối vô. Còn không mình rút gọn, phân phối vô được 2x nè, được 2x, phân phối vô được trừ cho 1. Giờ mình thế vô không, còn dạng phủ định, dạng vô định gì nữa không? Không, thế không vô, ra là trừ 1. Đơn giản không? Bài toán dưới này cũng tương tự, đây là một cái hằng đẳng thức bậc 3 mà mấy em cần phải nhận ra. Này là một cái hằng đẳng thức bậc 2, A3 trừ B3 và A bình trừ B bình. Thằng này á là một cái phương trình bậc 2, mà đã là phương trình bậc 2 rồi á thì có vô số cách để phân tích đa thức thành nhân tử. Chúng ta có thể tách ra là dạng tách ra là dạng tích của hai thằng. Ở đây á, nó có một cái quy tắc ở đây á, thầy nhìn vô thấy là A cộng B cộng C bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 cho nên nó sẽ có nghiệm là 1 và nghiệm là C chia A là 1/3. Như vậy cái đa thức thành nhân tử của chúng ta sẽ là A, là cái hệ số của con này. A nhân x trừ x1, x trừ 1 nhân x trừ x2, x trừ cho 1/3. Thì lúc này chúng ta sẽ phân phối số 3 này vào thì chúng ta sẽ được là x trừ 1 nhân cho 3x trừ đi 1 nha. Phân phối vô, phân phối số 3 này vô trong biểu thức này. Thì đây chính là cái đa thức thành nhân tử của chúng ta. Chúng ta có thể chém với x trừ 1 này. Tại sao vậy? Đối với bài 4 là một cái dạng vô định, dạng không chứ không. Vô định không chứ không. Vì thế tử sẽ có nghiệm là 1 và mẫu có nghiệm là 1. Vì tử nó có nghiệm là 1 cho nên tử chắc chắn sẽ phân tích được thành đa thức
chứ chứa nhân tử trừ 1. Nắm được vấn đề không? À, bài số 5 tương tự như vậy. À, mấy em có thể tự làm tiếp tục. À, nhớ cái quy tắc này. À, quy tắc này áp dụng không cần chứng minh. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài số 6. À, bài số 6. À, bài này á cũng không có gì khó, nó chỉ nằm ở cái trang thứ hai thôi. Đây là cái bước ngoặt đầu tiên, là đi qua trang thôi của cái bài này. Bài này nó có cái gì? Thế trừ 2 vào thấy tử là không, mẫu cũng không. À, thầy nhìn cái là thấy tử không, mẫu không. À, mà quy tắc thế là thế mẫu trước rồi mới thế tử sau. À, nhưng mà thầy nói thì nói tử trước mẫu sau. À, quan trọng là chúng ta vẫn phải xét tử và mẫu cùng lúc. Thì nhìn vào đây thấy á, à, điều đó có nghĩa là tử sẽ có nhân tử x trừ x cộng 2. Nhân tử của chúng ta sẽ là x cộng 2. Mấy em phải tìm cách để phân tích thằng tử là x cộng 2. Còn mẫu thì quá dễ rồi. Hai này nhìn vô đây thấy gì chung? À, đối với một bài toán rút gọn á, là cứ thấy chung đặt ra là ngon lành. À, hai này có x bình chung là đặt ra cái có nhân tử x cộng 2 ngay lập tức. Khỏi cần phải làm gì cả. Còn trên này á, phải làm thêm một vài bước nữa. Mấy em nhìn vô dạng là A bình trừ B bình. Rồi thấy x mũ 4 mũ bậc chẵn mà trừ cho số đó thì nên nghĩ đến cái việc là hằng đẳng thức bậc 2 a bình trừ b bình là x bình trừ đi 4 nhân cho x bình cộng 4. À, thì x bình cộng 4 này chả là cái hằng đẳng thức gì cả, nhưng mà x bình trừ 4 lại là hằng đẳng thức là x trừ 2 với x cộng 2, thì chúng ta sẽ chém được với cái mẫu x cộng 2 với mẫu này là xong. Bài số 7 này cũng vậy. À, bài số 7 này nhìn vô thấy thế 1 vào thấy 1 trừ 1 trừ 1 cộng 1 không. À, 1 cộng 2 trừ 3 không là xong. À, như vậy là tử có nghiệm là 1 và mẫu có nghiệm là 1. Cho nên đây là cái dạng vô định không chia không. Mà dạng định không không thì mình phải khử. Khử bằng cách nào? À, chúng ta phải tách làm sao cho tử nó ra cái nhân tử x trừ 1. Và mẫu cũng phải có nhân tử x trừ 1. Cái thằng này là bậc 2 nè, quá dễ nè. À, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy là A cộng B cộng C bằng 0 nè. Tại vì nó có nghiệm là 1 cho nên chắc chắn A cộng B cộng C phải bằng 0. Thử coi, A cộng B cộng C phải bằng 0. À, vì thế cho nên là x trừ 1 nhân x trừ 2. Nghiệm của nó là x trừ 1 2. Đó là cái mẫu. À, thì mình đã tách cái mẫu ra có nhân tử x trừ 1 rồi, không cần phải làm gì nó nữa. Bây giờ tới tử nè, tử tách làm sao cho ra nhân tử x trừ 1 rồi, đặt x bình làm nhân tử chung. Còn x trừ 1 hai này. À, bài số 8 thì chỉ cho cách để tách. Còn này nhìn vô cái là biết có nhân tử x trừ 1 liền rồi thì khỏi cần phải chỉ nữa. À, x3 kết hợp với x bình. À, đặt x bình ra còn x trừ 1. Thằng này đặt dấu trừ ra cũng có x trừ 1. Như vậy là có nhân tử x trừ 1 nhân x bình trừ 1. Đó thì chúng ta sẽ chém được với thằng bên dưới nữa. Nha. Rồi, à, bài số 8. Bài số 8 có cái gì đặc biệt ở đây? Có gì đặc biệt? Bài 8, bài 9. À, bài 9 thì nó giống với trang bài 7. Mấy em có thể tự làm được nha. Thằng x3 kết hợp x bình và x kết hợp với 1 này, chúng ta sẽ có nhân tử x cộng 1 đây. À, thấy x cộng 1 không? Bài số 8 này thì sẽ chỉ cho mấy em một cái phương pháp để tách khi mà biết một nghiệm. À, đây là cái phương pháp mà sẽ sử dụng để giải những cái bài toán ở đại học luôn. À, lim, nó sẽ là lim của x dần tiến tới 1. Chắc chắn rồi, đây sẽ là dạng vô định không chia không thôi. Mà dạng định không chia không thì mình phải khử. À, đầu tiên là mình sẽ thấy cái mẫu nó đơn giản hơn, mình sẽ khử cái mẫu x trừ 1, x cộng 1. Đây là cái hằng đẳng thức. Còn hằng tử này mình sẽ tách làm sao cho có nhân tử x trừ 1. Mục tiêu chúng ta là làm sao có nhân tử x trừ 1. Thì x mũ 3 này sẽ kết hợp với gì để ra x trừ 1. X3 sẽ kết hợp với trừ của x bình. À, để có nhân tử x trừ 1 thì phải kết hợp với trừ x bình. Đúng không? Đặt x bình ra có x trừ 1. Mà thằng này ở trên này nè, mục tiêu chúng ta làm sao cho cái tử với cái mẫu này nó phải giống nhau. À, cái ở trên này với cái trên dưới này giống nhau. Mình chỉ thêm bớt một vài thằng để cho nó ra cái mình muốn thôi. À, nhưng mà bản chất của hai phương trình này là giống nhau. Thằng này là trừ x bình, này là trừ 3 x bình. Vì thế chỗ này phải là trừ 2 lần x bình. À, để cho ra trừ 3 x bình. Mà trừ 2 bình kết hợp với gì để có nhân tử x trừ 1? Nó phải kết hợp với bậc nhỏ hơn một bậc. À, đồng thời sẽ kết hợp với cộng 2x. Tại sao phải là cộng 2x? À, thì đặt 2x ra coi, ra trừ x cộng 1. À, đặt trừ 2x ra x trừ 1. Thấy không? À, này là 2x, này 5x. Như vậy chỗ này phải là cộng 3x. Đúng không? Cộng 3x. Đó. Mấy em thấy là khi mà thêm vào một thằng, thì thầy sẽ xét ở trên này, sau đó thầy ra cái thằng kế tiếp. Sau có thằng kế tiếp thầy sẽ thêm một thằng, sau đó thầy xét ở trên này và thầy ra thằng kế tiếp. Cứ vậy mà làm theo cái phương pháp này. À, thì rõ ràng hai này cộng lại ra 5x đúng không? Và cuối cùng là trừ 7x, trừ 3. Mấy em mà thấy được cái thằng mà trừ 3 kết hợp với cái này mà ra nhân tử x trừ 1 á, tức là hai thằng cuối á, hai thằng cuối mà ra có nhân tử x trừ 1 là em biết là phân tích đúng rồi đó. À, đây là giới hạn khi x tiến tới 1.
Của cái thằng này x trừ 1 thì bây giờ x cộng 1 ta hai này gom lại đặt x bình ra x trừ 1. Mục tiêu là ra nhân từ x trừ 1 thôi, hai này gom lại đặt gì? Đặt trừ 2x ra cũng có x trừ 1 và tương tự đặt 3 ra cũng có x trừ 1. Vậy là xong. Chia xuống là kết thúc bài toán nha. Rồi. Thì ở cái bài toán này thầy chỉ muốn chỉ cho mấy em cái phương pháp để mà đặt khi mà phân tích đa thức thành một cái nhân tử, một cái đa thức bậc cao thành cái nhân tử khi mà mình biết nó có một nghiệm nào đó. Đối với bài toán này nè, chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta tìm cả ba nghiệm của nó cũng được nữa. Mod nè, equation là số 5 nè, phương trình nè và số 4 là phương trình bậc 3 nè. Và chúng ta sẽ bấm 1 bằng trừ 3 bằng 5 và trừ 3, 5 bằng và trừ 3 bằng, chúng ta sẽ có nghiệm là 1 và cái hai cái nghiệm kia là vô nghiệm. Cái phương trình bậc 2 nó sẽ nhìn vào cái biểu thức này nè, nhìn vào ba nghiệm này, em sẽ thấy là phương trình này sẽ có nghiệm là 1. Và hai thằng này á, là hai nghiệm của một cái phương trình bậc 2 và phương trình bậc 2 là phương trình bậc 2 vô nghiệm ở trong cái tập số thực. Y này là ở trong tập số phức. Số phức thì lớp 12 mình mới học. Bài số 9 y như bài số 7, bài số 10 y như bài số 8, bài số 11 là một trong những cái dạng rất là hay gặp. Nó bài số 1 này thì nhìn sơ qua phía bên kia cái khu bên số 12 trở đi á, là cái khu mà nâng cao, rất là nâng cao, bậc cao. Câu 11 nè nó giống câu số 18 nè, hai câu này rất là giống nhau. X mũ 5 cộng 1 x mũ 5 trừ 1 trên cho x mũ 3 trừ 1 bình thường rất là giống nhau. Bài toán này á, nhìn vào chúng ta sẽ thế trừ 1 vào hai thằng bậc lẻ trừ 1 ra trừ 1 cộng 1 trừ 1 cộng 1 ra không chia không, đây là dạng vô định không chia không. Thì cái quy tắc là chúng ta phải khử cái dạng vô định này. Đáp án bài toán này là 5 phần 3 giống như đây, m phần n giống nhưng mà nó không phải, phải nhưng mà nó không giống. Thì cái bài toán này phải làm sao đây? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái kiểu bất định thức, một cái kiểu bất định thức. Một cái dạng bất định thức mà thầy quên rồi. A mũ n cộng b mũ n. Nè, nhìn vào đây thấy là x mũ 5 cộng 1. X mũ 5 cộng 1 mũ 5. Dưới này x mũ 3 cộng 1 là x mũ 3 cộng 1 mũ 3. Hằng đẳng thức thôi. A3 cộng B3. Cái hằng thức bậc 3 mình học rồi. Nhưng mà hằng đẳng thức bậc 5 thì mình chưa có học. Như vậy là mình sẽ có thể áp dụng nhị thức Newton để mình làm cũng được. Hả? Còn không thì mình sẽ, tại vì này bậc 5 cũng không có cao lắm. Không có cao. Vì thế cho nên là chúng ta có thể tách ra. Có thể tách ra theo cái kiểu mà bài số 8 thầy đã hướng dẫn. Bây giờ thử làm theo kiểu bài số 8 đi. Bài này không có gì khó cả. Thử làm theo kiểu bài số 8, thầy sẽ phân tích thằng này ra. Thử coi cái dạng hằng thức của nó là gì nha. Chúng ta cần phải tìm ra cái dạng hằng thức của nó. Thằng này nó sẽ bằng giới hạn khi x tiến tới trừ 1 của x mũ 5. Mục tiêu là chúng ta sẽ ra nhân từ x cộng 1. Ok ha, mục tiêu. Còn cái mẫu này thì ra ok rồi, x cộng 1 nhân cho x bình trừ x cộng 1. Đúng không? Cái mẫu này là hằng thức A3 cộng B3. Còn cái tử này á, thì chúng ta sẽ phân tích đa thức thành nhân tử sao cho có nhân tử x cộng 1. Thì x mũ 5 sẽ kết hợp với x mũ mũ 4 sẽ có nhân tử x cộng 1. X mũ 4 thì mình sẽ trừ x mũ 4. Lý do là ở trên này không có x mũ 4 thì mình sẽ trừ nó. Thì mình trừ x mũ 4 thì mình sẽ kết hợp với cộng x ổ trừ x mũ 3. Trừ x mũ 3. Tại sao phải trừ x mũ 3? Tại sao phải trừ x mũ 3? Thì tại vì trừ x mũ 4 này phải kết hợp với gì để có nhân tử x cộng 1? Thì mình phải trừ x mũ 3, mà trừ x mũ 3 thì mình phải cộng x mũ 3 vào. Đó, em thấy là x mũ 4 trừ x mũ 4 mất, x mũ 3 cộng x mũ 3 mất. Nhưng mà chúng ta đã thêm bớt vào và chúng ta đã được những cái mà mình đang mong muốn. Và biết mình đang làm cái gì. Mục tiêu của mình là cái gì thì mình mới làm được nha. X mũ 3 thì mình sẽ kết hợp với x bình. Và x bình mình trừ x bình. X bình thì mình sẽ cộng, mình sẽ trừ đi x. Mà trừ đi x thì mình phải cộng đi x. Mà cộng đi x thì mình sẽ cộng đi 1 là thằng này. Cộng x thì nó hết rồi. Nó hết thì mình cộng đi 1 thôi. Đó. Đó, trừ x cộng 1.
Thì lúc này á, cái giới hạn của nó sẽ làm gì? Hai này gom lại, thầy biết là có nhân tử x cộng 1 hết rồi, chắc chắn có nhân tử x cộng 1. Hai này gom lại á, thì có x mũ 4. Hai này gom lại á, thì mình sẽ đặt trừ x 3 ra thì có nhân tử x cộng 1. Hai này gom lại á, thì mình sẽ cộng x bình. Hai này gom lại cộng x bình, hai này gom lại á, là trừ x, đặt trừ x ra. Còn hai này gom lại á, thì đặt x cộng 1 ra thì còn 1. Và cái mẫu của nó sẽ là x cộng 1 nhân cho x bình trừ x cộng 1. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái đáp án nè. Khi x tiến tới trừ 1, chém hai này, thằng này với này chém bỏ, hai này chém nhau. Thì trên này chúng ta sẽ thế trừ 1 vào, trừ 1 thế đây đi. Là ra 3. Trừ 1 mà trừ đi trừ 1 nè, trừ trừ 1 nè, ra cộng 1 cộng 1 cộng 1 ra là 3. Và những cái thằng trên này ra là 5, những cái thằng lẻ thì nó sẽ là cộng 1 hết. Còn những thằng chẵn này đó là 5/3. Đáp án ta sẽ 5/3, tại vì chúng ta đã khử xong cái dạng vô định rồi. Khử xong dạng vô định chém bỏ hai này rồi thì thế trừ 1 vào. Mất dạng vô định là ngon. Như vậy ở đây chúng ta đã hình thành được một cái hằng đẳng thức, một cái hằng đẳng thức từ bậc 3 này, mình có thể suy ra được cái hằng thức bậc 5 mà mình đã chứng minh. X mũ 5 cộng 1, x mũ 5 cộng đi 1 mũ 5 thì bằng x cộng 1 nhân cho x mũ 4 cộng cho trừ đi x 3. Những cái thằng lẻ thì là trừ trừ x 3 cộng x bình trừ x cộng 1. Tương tự như này, x 3 thì là x cộng 1 nhân cho x bình, lẻ nè là trừ x nè và cộng đi 1 nha. Như vậy là chúng ta có thể suy ra x mũ n cộng đi 1 cũng tương tự như vậy. Nó sẽ là x cộng 1 nhân cho x mũ n nhân cho trừ 1 nhân x mũ n. Tại sao lại là trừ 1 mũ n nhân x mũ n? Tại vì dấu của cái biểu thức này phụ thuộc của n. Tại vì này là n mũ, này là x mũ n nha, thì chỗ này là n trừ 1. Trừ 1. Tại sao vậy? Thằng này là 1 nhân với n trừ 1 ra là x mũ n, là bậc của nó đúng rồi nè. Nó phải là trừ 1. Tại sao vậy? Tại vì nếu em nhìn vô đây, cái chung của nó là khi mà bậc nó cao, khi mà bậc của nó là bậc lẻ thì trừ 1 mũ bậc lẻ ra dấu trừ. Bậc của nó là bậc chẵn thì trừ 1 ra là dương. Em thấy hình dung được không? Những cái thằng lẻ thì sẽ ra trừ. Vì thế cho nên cái trừ 1 này nó sẽ phụ thuộc vào dấu của x mũ n trừ 1 này. Để viết gọn hơn thì chúng ta sẽ cứ viết là trừ x mũ n trừ 1 cũng được. Tại vì quy tắc là khi hai này có cùng số mũ thì mình gom nhân nhân hai cái cơ số của nó lại với nhau. Cơ số trừ 1 nhân x ra là trừ x mũ n trừ 1 là xong. Cộng cho trừ x mũ n trừ 2 và cộng vân cộng cho 1. Đó, khi mà n trừ 2 là dương á, ủa là chẵn á, thì này nó sẽ thành x mũ n trừ 2. Nếu lẻ thì nó giữ lại dấu trừ, chẵn thì nó mất dấu trừ, vân vân. Đơn giản không? Đơn giản. Thì đây là một trong những cái dạng bất đẳng thức, một dạng bất đẳng thức bậc cao mà chúng ta chưa có cơ hội học ở trong cái chương trình phổ thông. Chỉ có thi sinh giỏi hay là gì đó thì mình mới 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 học thôi. Vì thế thầy cũng không có nhớ được. Qua bài số 12, cái bài này thì tương tự như những cái bài trên, nhưng mà cái cách đặt của nó thì nó dễ hơn. Ở đây á, em thấy là nhìn vào thấy A cộng B cộng C bằng 0 rồi, đúng không? Nhìn vào thấy A cộng B cộng C bằng 0 ngay lập tức. Tại sao vậy? Đây là một cái, nó có nghĩa là 1, thì tất cả các hệ số cộng lại sẽ là 0. Không chỉ là phương trình bậc 2 á, bất kỳ cái phương trình nào mà nó có nghiệm là 1 nha, thì tổng tất cả các hệ số của nó cộng lại sẽ bằng 0. Đây, đây là một minh chứng cho bậc 6. Tổng tất cả hệ số cộng lại bằng 0 thì nó sẽ có nghiệm x bằng 1. Và trừ, nếu mà có nghiệm là trừ 1 thì sao? Tổng hệ số bậc chẵn bằng tổng hệ số bậc lẻ. Tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì nó sẽ có nghiệm là trừ 1. Lớp 9 học nha, có nghĩa là trừ 1. Em thử cái phương trình bậc 2 coi, dạng A trừ B cộng C bằng 0. A trừ B cộng C bằng 0, phương trình bậc 2 có A trừ B cộng C bằng 0 thì nó có nghiệm là trừ 1 và trừ C chia A. Nha. Rồi, hai bài 12 và 13 rất là giống nhau, không có gì phải phải bàn cả.
Ta có thể dễ dàng xử lý hai bài toán này bằng cách đặt gom lại và đặt thôi. Ta thấy là thằng này số 5, thấy A cộng B cộng C cộng lại bằng 0. Cho nên số 5 này theo sự nghĩ là chúng ta sẽ tách ra dạng số 4 với số 1. Điều đó có nghĩa là x trừ cho x mũ 5. Trừ đi 4 lần x mũ 5. Thì ra là x mũ 5 rồi nè, x mũ 5 nè. Cộng cho 4 x mũ 6. Nắm được vấn đề không? Chia cho 1 trừ x bình. 1 trừ x bình thì mình khỏi bàn. Tại sao khỏi bàn? 1 trừ x bình là gì? Đã có nhân tử x trừ 1 rồi. Đã có nhân tử x trừ 1 hay là 1 trừ x cũng vậy. Mục tiêu chúng ta khử cái dạng vô định này. Và cái dạng để mình khử là làm sao để cho tử và mẫu có tử x trừ 1 hoặc là x cộng 1. Một trong hai thằng này, ủa lộn, hoặc là 1 trừ x, x trừ 1 hay 1 trừ x cũng vậy. Nó chỉ là cái dấu thôi. Thì hai này thầy gom, hai này thì gom lại. Nó có cùng hệ số mình gom lại ngon, đặt x ra còn 1 trừ x mũ 4. Và hai này đặt trừ 4 x ra. Trừ 4 x mũ 5 ra, còn 1 trừ x. 1 trừ x. Đúng không? Đặt trừ 4 x mũ 5 ra còn 1 trừ x. Mấy em thấy à, thằng này nè, đã có nhân tử 1 trừ x rồi nè. Thằng này thì chưa, nhưng mà mấy em thấy đây chính là một cái hằng đẳng thức. Nắm được không? 1 trừ x mũ 4 là hằng đẳng thức là 1 trừ cho 1 bình trừ cho x bình tất cả bình. Hay nói khác nó sẽ là 1 trừ x bình nhân 1 cộng x bình. Mà 1 trừ x bình sẽ là 1 trừ x nhân 1 cộng x. Còn này thì không phải hằng thức thì mình viết lại. Thì rõ ràng là đã có nhân tử 1 trừ x và mẫu cũng đã có nhân tử 1 trừ x. Thì lúc này chúng ta sẽ phải phân tích và tách tiếp nha. Phân tích và tách tiếp. Rồi bài dưới này cũng vậy. Bài dưới này cũng vậy. Thầy đang nghi ngờ là cái bài này mình phải tách thêm một lần nữa. Có thể mình phải tách thêm một lần nữa. Lý do gì mình phải tách thêm một lần nữa? Tại vì cái mẫu này nó vẫn còn không. Tại vì khi mình tách ra 1 trừ x đó, bây giờ thầy sẽ làm luôn cái bài này nha. Làm luôn bài này. Thì chỗ này sẽ là lim của x tiến tới 1 của thằng này. Thầy sẽ đặt là 1 trừ x nhân tử chung. Thì trong này thầy còn là 1 cộng x nhân với 1 cộng x bình. Và này là trừ 4 x mũ 5 trừ 4 x mũ 5 chia cho thằng này là 1 trừ x bình, 1 trừ x tất cả bình. Được không? Được không? Thằng này nè, nhân với nguyên đám này nè, mấy cái này đều có nhân tử là 1 trừ x nè. Thằng này có nhân tử 1 trừ x nè. Thầy quên nhân x rồi. X nhân 1 trừ x. X nhân 1 trừ x. X nhân 1 trừ 1 cộng x nhân 1 cộng x bình nhân 1 trừ x. Đặt 1 trừ x ra thì còn biểu thức này. Nó sẽ có nhân tử là x tiến tới 1. Của thằng này là 1 trừ x. Chúng ta đã chém 1 trừ x này thì mẫu này còn 1 trừ x. Thằng tử này còn x nhân cho 1 cộng x. Nhân 1 cộng x bình trừ đi 4 nhân x mũ 5. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử coi tử này nó có tiến tới 1 hay không. 1 1 cộng 1 ra 2, 1 1 ra 2, 2 trừ 4. Như vậy từ đây thầy có thể thấy được cái phương trình này lại có thêm nghiệm 1 trừ x nữa. Tử này nó có nghiệm, nó có nhân tử 1 trừ x. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là tử này nó vẫn có nghiệm là 1. Tử này thế vô 0, mẫu thế vô 0 chưa làm xong. Chúng ta đã khử dạng vô định bậc 1, nữa ta phải khử thêm dạng vô định thêm một lần nữa. Khử dạng vô định thêm một lần nữa. Tại vì cái mẫu nó có 0 nên thầy nghi cái tử nó cũng tiến tới 0, mình cho ra dạng vô định. Thì mình sẽ bắt đầu khử tiếp cái bài này. Làm tiếp nó. Làm tiếp thêm một lần nữa để tách thằng này ra x trừ 1. X trừ 1. Thì làm sao để cho nó ra x trừ 1 đây? Ở dưới bài toán này làm nhiều lần quá thì nó mệt. Nó rất là mệt. Như vậy là muốn lại xài chiêu chia ra thức hấp nè, thì không nhớ cái trong Casio có cái chia kiểu sơ đồ hóc hóc nè, sơ đồ hóc nè để mình chia cái ra thức khi mà biết nghiệm của nó. Bài này để làm tiếp
nha, để làm tiếp thì chúng ta phân phối vô thôi. Nhưng mà thầy đang phân vân chỗ mà mình phân phối vô á thì chả lẽ tốn thêm nhiều thời gian. Cho nên á, ngay từ đầu mình có thể đã tách cái thằng này ra luôn rồi. Tách cái thằng này nè, ra làm sao có nhân tử 1 trừ x bình. Nắm được vấn đề không? Làm sao cho có 1 trừ x bình ngay lập tức luôn. Không cần phải dây dưa chi cho nó mệt. Bây giờ thầy sẽ thử suy nghĩ làm sao để tách thằng gà này ra nhân tử 1 trừ x bình ngay lập tức. 1 trừ x bình. Nó hơi khó đó. Tại vì này là tách theo kiểu bậc 2, nó khó lắm. 1 trừ x bình là 1 trừ 2x cộng đi x bình. 1 trừ 2x cộng x bình. Hay là mình có thể viết gọn lại là x bình trừ 2x cộng 1. X bình trừ x cộng 1. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nè, thằng 4x mũ 6 nè. 4x mũ 6 nè thì nó phải kết hợp với gì để ra dạng x bình trừ x cộng 1? 4x mũ 6 thì x bình tới lúc này là bậc 1 là x mũ 5. X mũ 5 thì mình sẽ là trừ gì? Trừ 8, 8x. Thử coi, từ anh 8x mũ 5 thử đặt 4x mũ 4 ra cộng cho 4x mũ mũ 4. Đặt 4x 4 ra, có phải là thằng này sẽ có đặt là 4x mũ 4 ra nè. Thì này còn gì? X6, x5, x4 là gì đây? Là x bình trừ 2x cộng 1. Được không? Ta tách làm sao cho nhân tử này. Thì điều đó có nghĩa làm sao thì ra được những con số này nó dễ dàng đến như thế. Thì rõ ràng là em thấy là 4x mũ 6 em chia cho x bình ra gì? Ra 4x4. Em lấy cái thằng này nè, em chia cho thằng này em ra 4x4. 44 thì mình sẽ lấy 4x4 này mình nhân vô này, nhân vô này, nhân vô này và mình viết ra thôi. 44 nhân x bình ra là 4x mũ 6. 44 nhân trừ 2x ra là trừ 8x mũ 5 và 4x mũ 4 nhân 1 ra 4x4. Bây giờ tới x mũ 5 nè. X mũ 5 thì trên này nó có trừ 5x mũ 5 thì thầy sẽ kết hợp với gì đây? Trừ 5x mũ 5 thì thầy sẽ kết hợp với cộng cộng 3x mũ 5. Cộng 3x mũ 5. Còn này là x mũ 4 thì kể tí nó chưa đụng tới nó. Nha, 44 để đó. Tại vì này là chúng ta đang nói đến cái phần bậc 2 cho nên là chúng ta từ từ. Từ từ mà chúng ta xử lý thôi. 3x5 thì tương tự, thầy sẽ chia cho x bình. 3x5 thầy sẽ chia cho x bình thì ra đây là 3x mũ 3. 3x mũ 3. Như vậy là 3x3 nhân x bình ra 3x5. 3x mũ 3 nhân với trừ 2x đó là trừ 6x mũ 4 và 3x3 nhân với 1 ra là cộng 3x mũ 3. Bây giờ x mũ 4 đã có bao nhiêu em rồi? Thằng này nè, đặt 3x bình ra, đặt 3x 3 ra thì còn gì? Còn 3. Còn x bình, còn x bình trừ 2x cộng 1. Cứ sao phân tích ra có nhân tử x cộng 1. Tại sao vậy? Thầy biết chắc chắn nó có nghiệm kép x cộng 1 x nó có nghiệm kép là 1 mà. Cho nên là thầy cứ làm thoải mái thôi, chắc chắn nó sẽ rút gọn được cái đa thức này. Bây giờ tới x mũ 4 nè, bây giờ mình mới xét hai đàn quần x mũ 4 này nè. Hai gà nè. Thì mình sẽ có là trừ x mũ mũ 4. Đó thì chỗ này á mình mới cộng x mũ 4 vào, cộng 2x mũ 4 vào. Tại vì hai này gom lại ra trừ x 4 thì mình phải cộng 2x mũ 4 vào. Tại sao vậy? Nhìn vô đây nè. Nhìn vô đây nè, thấy gì? Thấy gì đó. Hiểu không? Nó không có x mũ 4, vì thế cho nên này hai này gom lại là trừ 2x mũ 4 thì chỗ này phải là cộng 2x mũ 4 để cho nó mất x mũ 4 thôi. Bây giờ x mũ 4 chia cho x bình ra là 2 lần x bình. Vì thế chỗ này sẽ là 2 lần x bình nhân cho x bình trừ 2x cộng 1 nha. Thì phân phối vô coi ra là 2x mũ 4 nè trừ 4x bình, ủa trừ 4x mũ 3 nè và gì nữa, và cộng 2x bình. Được chưa? Rồi 3 này gom lại thì chúng ta sẽ có gì? X mũ 3 nè. 3x mũ 3 trừ cho 4x mũ 3 là gì đây? 3x 3 mà trừ 4x 3 ra là trừ x mũ 3. Mà trừ x mũ 3 thì sao bạn? Trừ x mũ 3 thì sao? Thì mình phải cộng x mũ 3 vào. Mà cộng x mũ 3, bây giờ tới x bình nè. X bình á, có một thằng này là 2x bình nè. Như vậy chỗ này mình sẽ là cộng 2x bình. Không không không. Đúng không? Trừ x mũ 3 thì mình sẽ cộng x mũ 3 vào. Bây giờ lấy x mũ 3 chia x bình nữa. Chúng ta sẽ làm tiếp tục thôi, từ từ thôi. X mũ 3 chia x bình ra x. Nhân x bình trừ 2x cộng 1. Thì phân phối vô. X mũ 3 trừ 2x bình trừ 2 lần x bình cộng đi, cộng đi 1 trừ 2 bình, ủa cộng đi x, cộng đi x. Và thằng cuối cùng á, thằng cuối cùng á là gì đây? 2 bình kết hợp với trừ 2 bình ra là mất, cộng x ra là xong.
ít mũ 3 xong. Kết thúc bài toán xong rồi, xong rồi. Chúng ta đã có nhân tử x nè, trừ 2 bình kết hợp với 2 bình là mất nè, x 3 trừ 4 x 3 cộng 3 x 3 không nè, x 4 trừ 6 x 4 cộng 4 4 không luôn, 5 6 rồi, ok. Thì đây chính là cái kiểu mà chúng ta tách ra thì chia cho cái mẫu là x bình trừ 2x cộng 1 thì chúng ta sẽ có là gì, là giới hạn khi x tiến tới 1 của tiến tới 1 của thằng tử này á, chúng ta đặt nhân tử chung ra là x bình trừ 2x cộng 1 ra. Thì này là còn 4x mũ 4 cộng 3x mũ 3 và cộng cho 2x bình, chia cho cái mẫu là x bình trừ 2x cộng 1 thì chúng ta sẽ chém thằng dưới này, chém thằng dưới này. Ồ, cộng x nữa. Được chưa? Này với này. Thì chúng ta sẽ chém hai này, chém hai này và chúng ta thế 1 vào, mất dạng vô định rồi thế 1 vào là 4x4. 4 cộng 3 cộng 2 là 9 rồi, cộng 1 ra 10. Đáp án bài toán này sẽ ra 10. Rất là giống đáp án của thầy. Tại vì lâu dài quá quên tên. Trời ơi. Rồi, cái bài dưới này thì chắc chắn là nó đơn giản hơn bài trên. Như vậy khi nào mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm theo kiểu của bài trên, mình nghĩ phương trình này nó có nghiệm kép. Khi nào mình nghĩ, khi nào mình nghĩ nó sẽ có nghiệm kép đây. Cũng hơi khó đúng không, cũng hơi khó để nghĩ nó có nghiệm kép. Ở đây thì nghĩ nó có nghiệm kép á, tại vì cái mẫu của nó có bình phương, tức là nó có hai lần cái nghiệm 1 trừ x tất cả bình. Mà mình khử được dạng 1 trừ x rồi thì nó sẽ còn thêm một cái dạng 1 trừ x nữa, cho nên cũng hơi khó cho chúng ta để xử lý cái dạng này, hơi khó đấy. Bài số 13 cũng vậy. Bài số 3 thì thầy nghĩ là này mình khử xong dạng vô định là mình kết thúc bài toán liền. Tại sao vậy? X bình trừ đi 1 sẽ là x trừ 1 với x cộng 1. Mình khử dạng vô định có nhân tử x trừ 1 rồi thì mẫu này lúc này chỉ còn x cộng 1 thôi, mà x cộng 1 thì không thể làm cho bài toán trở thành vô định được nữa. Tức là cái mẫu đã khác không rồi. Vì thế cho nên khỏi làm nữa. Cho nên đối với dạng bài số 13 thì thôi chúng ta sẽ tách. Này là bậc 6 nó cũng hơi khó để tách đúng không? Hơi dài để tách, nhưng mà chúng ta vẫn áp dụng cái chiêu tách của thầy. Bậc 6 kết hợp bậc 5, bậc 5 kết hợp bậc 4, bậc 4 kết hợp bậc 3, cứ như vậy mà xét. Rồi, chắc tới đây thì chúng ta sẽ thôi, nói luôn bài 14, 15 để đi qua bài số 7 là cái bài mà khó. Từ bài số 7 đến bài 21 là những cái bài khó, thầy sẽ làm ở video sau. Đối với dạng này những cái dạng vô định rất là hay, cái kiểu phân tích cực kỳ beautiful. Bây giờ là x tiến tới 1 thì chỗ này hai này đều có nhân tử gì, hai này đều tiến tới vô cùng trừ vô cùng cả. Đối với bài số 4 này là dạng vô cùng trừ vô cùng, nắm được vấn đề không? Tại vì thằng này tiến tới không, này tiến tới không, dạng vô cùng nè, vô cùng nè, cái mẫu tiến tới không và hai chia không ra vô cùng, một chia không vô cùng, dạng vô cùng trừ vô cùng. Mà dạng vô cùng trừ vô cùng á thì mình phải khử dạng vô cùng trừ vô cùng này. Mà mấy em thấy á, là dạng vô cùng trừ vô cùng mà để khử dạng trừ trừ á thì chỉ có đặt mẫu thức chung. Còn dạng không nhân vô cùng á, dạng không mà nhân vô cùng á, thì chỉ đơn giản là gì, không mà nhân vô cùng, đơn giản là phân phối nó vô để cho nó mất cái dạng vô, cái dạng vô định thôi. Thì đối với dạng mà mình nhận định đây là vô cùng trừ vô cùng á, thì một là nhân lượng liên hiệp nếu có căn, hai là mình sẽ đặt mẫu thức chung. Đối với bài toán này mình sẽ đặt mẫu chung là x trừ 1 với x cộng 1. Thằng này á, thì chả thiếu gì cả. Nhưng mà thằng này á, trừ nè, trừ với gì, x cộng 1, nó thiếu x cộng 1. Thì này là giới hạn khi x tiến tới 1 của thằng này thì chúng ta sẽ bằng nè, thằng này là 2 trừ đi 1 gọi là 1 trừ x. Bằng cái giới hạn khi x tiến tới 1 của 1 trừ x, thằng này là x trừ 1 nhân x cộng 1. Thì bây giờ chém thôi. Bằng lim của này là 1 trừ x, này x trừ 1, đặt dấu trừ ra là còn trừ 1 chia x cộng 1. Tại vì mình đặt dấu trừ ra thì mình có x trừ 1, thằng này x trừ 1 chém thì tử nó sẽ còn là trừ 1, mẫu là x cộng 1. Thì mình sẽ thế số 1 này vào ra là trừ 1 phần, 2. Chả có gì ấy cả, đây là qua cái dạng bài 1 rồi. Thế số x tiến tới 1, thế 1 vào có gì không? Không, không ra không, không ra không thì nó không phải vô định, không phải vô định đi. Xong bài toán. Tương tự bài số 15 và bài số 6 là hai dạng, hai dạng nâng cao hơn chút xíu đó bài số 14 thôi. Tại vì nâng cao chút xíu nghĩa là sao? Nâng cao chút xíu nghĩa là cái mẫu của nó sẽ không đơn giản hơn so với bài số 14. Mẫu của nó không đơn giản hơn nghĩa là sao? Nghĩa là thằng này nó là bậc 3.
À, thì mình sẽ phân tích đa thức thành nhân tử là một trừ nhân cho x bình cùng x cộng 1, và chúng ta sẽ đặt nhân tử chung. Cái mẫu thức chung là cái thằng này. Thằng dưới này á, nó không đơn giản hơn là cái kiểu mà cái mẫu này nó sẽ phân tích ra là tích của hai thằng. Thằng này là x cộng 2 và dưới này là a cộng bc bằng 0, cho nên có nghĩa là một dạng nghiệm là 4, vậy là có nhân tử x trừ 1 và x trừ đi 4, và thằng bên này á là x trừ đi 4 và thằng này á là a trừ b cộng a cộng b không số bằng 0, cho nên nghiệm là 1 và nghĩa là 2, vậy là 3 nhân x trừ 1 và x trừ 2 ở đây. Có những cái thằng này á, thấy nha, x trừ 1 chung nè, nắm được vấn đề không? X trừ 1 nè. Thì chúng ta sẽ đặt mẫu thức chung, mẫu thức chung của chúng ta là 3 nhân cho x trừ 1 nhân x trừ 2 và nhân cho x trừ đi 4. Nha. Thì này nó thiếu gì? Thiếu 3 nhân cho x trừ 2 nhân x cộng 2, mình sẽ phân phối vô và mình rút gọn. Đơn giản ở những bài toán này là cái mẫu của nó không có đơn giản, và cái giải bài toán nó sẽ dài hơn chút xíu vì chúng ta phải phân phối vô nhiều hơn. Những bài này mấy em nên tự làm, và thầy sẽ kết thúc cái bài tập số 2 ở đây. Từ bài số 7 trở đi là những cái bài rất là thú vị, và thầy sẽ giải ở cái video sau. Rồi, chào các em. Chúc mừng năm mới.